Cách pha bột bánh xèo bằng gói bột trộn sẵn vô cùng đơn giản mà món bánh xèo của mình vẫn giòn xốp rất là lâu, không bị ngấm dầu luôn. Mà món bánh xèo miền Trung với bánh xèo miền Tây á, các bạn thích ăn loại nào hơn nè? Còn Hùng thì thích ăn bánh xèo miền Tây hơn, vì trong bột luôn có nước cốt dừa, thơm và béo. Rồi, bây giờ mình đi pha bột nha. Đầu tiên mình có gói bột bánh xèo trộn sẵn 500g mình cho vào nè. Cho vào đó thêm 100g bột chiên giòn nữa. Tiếp theo là 3 lòng đỏ trứng và 1 lít nước cốt dừa. Rồi nè, để bánh xèo của mình giòn xốp hơn thì trong đó mình phải có nước có ga hoặc là sinh tố lúa mạch nha, mình cho vào luôn. Và muốn bánh xèo của mình vàng ươm, bắt mắt hơn thì mình cho vào đó thêm một xíu bột nghệ và một muỗng cà phê hạt nêm nè. Mà trong cái gói bột bánh xèo trộn sẵn á, cũng có phần gia vị rồi nên mình cho xíu hạt nêm nữa là ok rồi đó. Bây giờ cái hỗn hợp này mình quậy cho nó tan đều ra hết nha. Mình dùng củ sắn, cà rốt sắc nhuyễn nè, mình cho vào đó giấm, đường và muối để mình làm cái phần dưa chua nước mắm á. Rồi, bây giờ thì mình đi làm cái phần nhân luôn nè. Hùng có tôm và thịt, bây giờ mình đem xào lên nha. Phi hành tím và tỏi cho thơm thì mình cho tôm, thịt vào xào nè. Cho một số gia vị cơ bản như đường, muối, hạt nêm. Mọi người cứ xào lên, cân chỉnh theo khẩu vị gia đình mình là được nè. Sau khi mà chín xong rồi thì cho thêm xíu hành, xíu tiêu vào nữa. Như vậy là cái phần nhân xong rồi đó. Và bây giờ tiến hành đổ bánh nè. Đầu tiên thì mình đổ trước vài cái bánh khọt nha. Bánh khọt thì mình sẽ cho nhân tôm nè. Sau khi đổ bánh khọt xong thì nhảy qua đổ vài cái bánh xèo. Bánh xèo thì sẽ có nhân tôm thịt. Mà công nhận là cái phần bột mình có cái phần nước cốt dừa. Khi mình cho vào chảo mình đổ á, nó thơm lắm luôn các bạn ơi. Đó, bánh khọt các bạn thấy hấp dẫn không? Nó giòn ở dưới mà ở trong nó hơi mềm mềm. Mà ai thích ăn mềm á thì ăn bánh khọt nha. Còn bánh xèo á thì nó sẽ giòn hơn, nó mỏng hơn, ăn đỡ ngán hơn bánh khọt á. Mà ở miền Tây á, mỗi vùng là sẽ có một loại bánh xèo nhân khác nhau nha. Có chỗ thì làm bánh xèo nhân thịt vịt nữa, hoặc là có chỗ làm bánh xèo củ hủ dừa nữa. Nói chung là đa dạng lắm, tùy vùng miền. Sau một hồi thì đổ được một ít bánh xèo rồi nè. Đó, vàng ươm và nó giòn rụm à. Và cái phần nước mắm chua ngọt cùng với dưa chua cũng xong luôn rồi nè. Bây giờ mình múc ra hang. Mà cho Hùng hỏi một xíu nè, nhìn cái mâm bánh xèo này đã bao lâu rồi các bạn chưa ăn lại cái món bánh xèo miền Tây nè. Mà thật sự là cái món này ăn hoài thì ngán, chứ ai mà lâu ngày không ăn nhìn cái mâm bánh xèo này chắc nhớ nhà lắm luôn á. Nhiều rau mới ngon. À, có rau rồi. Loại cua lá cánh này nè. Mình ở vườn mà dễ kiếm rau hơn. Ngon rồi. Ngon quá ngon. Vừa ăn dạ. Béo quá. Có đồ rau ghé ở nhà chồng hết trơn. Cái gì muốn ăn thì có làm. Muốn xèo nó giòn. Ăn bánh xèo ăn bóc mới ngon nha. Đúng rồi, bánh xèo ăn bóc mới ngon. Trời, ăn bánh xèo mà đổ mồ hôi luôn á. Cuốn với lá cách ăn ngon nè. Chắc luôn, bánh xèo miền Tây ngon.